Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng một con máy lạnh 2 ơ phục vụ các bác nhé. Mùa hè mấy hôm nay nắng nóng kinh điển rồi, các bác nào đang có nhu cầu lắp thì mình lắp sớm được dùng sớm ạ. Con này em để mã số 4, em bán 3,8 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Con 2 ơ này thì của nó tem mác vẫn đây các bác nhé, vẫn còn tem mác này, sản xuất năm 2016. Công suất 8.000 BTU, dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. Độ lạnh hiện tại đang test tại cửa gió đây các bác nhé. Độ lạnh test tại cửa gió này 11 độ C, 11,9 độ C này. Độ lạnh ra rất là tốt. Đây nó là dàn lạnh này. Nhưng cái dòng 2 ơ thì được cái là cái dàn lạnh các bác nhìn rất là đẹp nhé. Ống đồng đỏ luôn. Để chạy xong thằng nước ống đồng. Máy lạnh một cục này thì nó thiết kế rất là hay, lắp đặt chả phải ống ngáng gì cả. Các bác cứ bố trí cho một đường thoát khí nóng ra ngoài thôi. Đặt lên cửa sổ hoặc là những cái lối nào nó thoát được khí nóng thì các bác đặt ra, có thể chắn bằng rèm hay là bằng xốp hay là cái gì đó mình chèn lại là các bác chạy thôi. Độ lạnh đảm bảo cho phòng các bác khá là ok mát nhé. Đây, chiếc này em bán là 3,8 triệu, bảo hành 6 tháng. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 500.000. Điện áp các bác là chưa có thì các bác mua em bán 1.500W là 500.000. Tổng một bộ cả điện áp cả vận chuyển là 4.450.000. Các bác xa một đặt cọc trước 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra các bác thanh toán nốt. Chào các bác.